Chào các bạn, hôm nay nhóm mình xin giới thiệu về một thuật toán trong AI, đó là thuật toán tối ưu hóa bầy đàn. Tên tiếng Anh là Particle Swarm Optimization, viết tắt là PSO. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu về thuật toán. Nguồn gốc của thuật toán nó mô phỏng theo hành vi các bầy chim hay các đàn cá trong quá trình tìm kiếm thức ăn. Năm ra đời được giới thiệu bởi James Kennedy và Russell Ebert. Ra đời vào năm 1995, tên tiếng Anh là Particle Swarm Optimization, viết tắt là PSO. Và lý do ra đời của nó là vào những năm trước, nhiều vấn đề tối ưu hóa phức tạp khó giải quyết bằng các thuật toán tối ưu hóa truyền thống, chẳng hạn như điều khiển quá trình phi tuyến, thiết kế cấu trúc và khai thác văn bản đã xuất hiện trong các ứng dụng kỹ thuật. Các thuật toán tối ưu hóa trí thông minh của bầy đàn đã dần trở thành phương pháp ưu thích để giải quyết các vấn đề phức tạp như vậy. Tiếp theo là ứng dụng của thuật toán. Từ quan điểm toán học, trọng số đặc trưng có thể xem như một vấn đề tối ưu không nối phi tuyến với tối thiểu đa cục bộ địa phương. Kỹ thuật tối ưu hóa bầy đàn có thể tìm ra giá trị tối ưu toàn cục với thiết lập điều kiện khởi tạo đơn giản, vì nó chỉ sử dụng các phép toán nguyên thủy, do đó tiết kiệm chi phí tính toán về bộ nhớ lưu trữ và tốc độ xử lý. Sử dụng sự tương tác giữa các cá thể trong một quần thể để khám phá không gian tìm kiếm. Trên màn hình là sơ đồ của thuật toán. Các bước cơ bản của thuật toán PSO: bước 1, khởi tạo quần thể. Chọn ngẫu nhiên một quần thể có n các cá thể trong vị trí và vận tốc ban đầu x1, x2 đến xn, v1, v2 đến vn. Khi đó mỗi cá thể tương ứng với một hàm mục tiêu f(x0) và quần thể tương ứng với tập giá trị hàm mục tiêu f(x0), f(x1) đến f(xn) di chuyển đến các bước tiếp theo. Bước 2, tìm vị trí tốt nhất của mỗi cá thể và của cả quần thể. Trong quá trình khám phá không gian tìm kiếm, mỗi cá thể chịu tác động của hai thông tin, đó là vị trí tốt nhất của chính cá thể đó trong quá khứ p-best và vị trí tốt nhất mà cả bầy đàn đạt được trong quá khứ g-best. Bước 3, cập nhật vận tốc và vị trí của các cá thể. Mỗi cá thể sẽ điều chỉnh vận tốc và vị trí của mình theo các cá thể có giá trị thích nghi tốt nhất như sau: x k cộng 1 easy bằng x k easy cộng v k cộng 1 easy, v k cộng 1 easy bằng w v k easy cộng c1 nhân r1 nhân tất cả p best k easy trừ x k easy cộng c2 nhân r2 nhân tất cả với g best kz trừ x kz, trong đó y bằng 1 2 cho đến n, z bằng 1 2 cho đến n, c1 c2 hệ số gia tốc, t biến đếm vòng lặp, r1 r2 biến ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1, w trọng số quán tính. Bước 4, mỗi vòng lặp sau khi cá thể được cập nhật vị trí và đánh giá vị trí hàm mục tiêu, giá trị tốt nhất cá thể từng đạt được cũng cập nhật. Giá trị vị trí tốt nhất mới của cá thể y trong vòng lặp thứ t cộng 1 được định nghĩa p best y t cộng 1 bằng x y t cộng 1 nếu f x y t cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng f p best y t. P best y t cộng 1 bằng p t nếu f x y t cộng 1 lớn hơn f p best y t. Sau khi cập nhật các giá trị vị trí trong tập hợp p, việc xác định chỉ số g cho vị trí có giá trị hàm mục tiêu tốt nhất sẽ hoàn thành một vòng lặp của giải thuật PSO. Trên màn hình là cấu trúc cơ bản của PSO, các bạn có thể tạm dừng video và theo dõi. Phần 4, ví dụ tìm n số cộng lại thành một tập giá trị đích cho n bằng 3, đích bằng 10, kết quả 3 cộng 3 cộng 4 bằng 10. Sử dụng một vùng lân cận được kết nối với nhau, vì vậy tất cả các phần tử có thể so sánh với nhau. Trong đó có các input như sau: target là kết quả cần tìm kiếm, max input số lượng toán hạng cộng lại để ra kết quả đích, max particle số lượng phần tử được sử dụng một chu kỳ, vmax vận tốc tối đa, max epoch số lần lặp lại cho thuật toán, start rand min số ngẫu nhiên nhỏ nhất để bắt đầu toán hạng, start rand max số ngẫu nhiên lớn nhất để bắt đầu toán hạng tại. Tiếp theo đó mình cho target bằng 5, max input bằng 3, max particle bằng 20, Vmax bằng 10, Max Epoch bằng 200, Start Rand Min bằng 100, Start Rand Max bằng 150. Kết quả của phép tính sẽ bằng 50.
Sau đây mình xin chạy code. Và đây là code của bọn mình. Mình cho target bằng 50, input bằng 3, max particle bằng 5, vmax bằng 10. Và đây chính là kết quả. Kết quả bằng 50. Tiếp theo là phần xây dựng pseudo code của bọn mình. 6. Tài liệu tham khảo. Đây là tài liệu mà bọn mình đã tham khảo để tạo nên bài thuyết trình này.